Chào cả nhà khỏe không ạ? Cả nhà khi tiêm vaccine hết chưa? Bữa nay là cái vaccine của Mỹ Astra là đã hết rồi nha. Rồi còn những anh chị nào mà chưa chích vaccine thì có thể đến trực tiếp bệnh viện thì họ sẽ chích nha. Bệnh nền hay không bệnh nền gì thì cũng chích cái của Sino hết nha. Rồi hiện tại là Khanh đang đi giao cho ban chỉ huy quân sự ở quận 6 thì Khanh cập nhật cho cả nhà mình cái đường hôm nay. Ngày hôm qua và ngày hôm nay là hai ngày đường phố rất là đông, có thể nói là đi kẹt xe luôn. Đường phố rất là đông. Đây là khu công nghiệp Tân Bình, lát nữa các bạn đi vào Âu Cơ đường rất là đông. Rồi cái hôm qua thì Khanh có chia sẻ cái thông tin về chính phủ hỗ trợ 2,5 triệu đó, thì trong đó gồm có 1,5 triệu tiền mặt và 1,000,000 đồng tiền gạo. Thì cả nhà có thể liên hệ với cái khu vực của mình, tổ trưởng để nhận thông tin nha. Cái việc mà triển khai thì tùy theo đơn vị, tùy theo địa phương, nhanh hay chậm. Giống như cái đợt mà chia tiền hỗ trợ mà Covid đợt đầu á, thì 1,5 triệu đó là bên quận 8 và quận 5 nhận rất là sớm, nhưng các quận khác thì chưa nhận. Và một số địa phương, một số anh chị chia sẻ là đến bây giờ lần 1 còn chưa nhận được nữa, nói chia lần 2, lần 3. Bây giờ đợt này là người ta gọi là chia lần 3 luôn rồi đó. Rồi thì một thông tin để chia sẻ cho cả nhà này nắm, có nếu mà không nhận được thì có thể liên hệ 1022 đó, tổng đài họ sẽ ghi nhận lại. Rồi thì ở quận 8 thì đợt vừa rồi là có hai chủ tịch phường 14 và 15 thì cũng đã được điều chuyển công tác qua một vị trí mới vì triển khai cái việc chích Covid nó chậm trễ. Rồi hy vọng là ở quận nào cũng nhanh chóng để mình tiêm vaccine, để cho cả nhà mình có thể là có một cái kháng thể, giả sử có bị nhiễm thì nó cũng nhẹ. Chích vaccine vẫn bị nhiễm, cái này là chắc chắn 100% nha, chứ không phải là chích rồi là không bị nhiễm đâu các bạn. Mình đừng có nghĩ là mình chích rồi là không cần phải đeo khẩu trang, vẫn được bảo vệ, không phải đâu nha. Các anh Tây thì các bạn thấy là đi coi đá banh là không đeo khẩu trang, thì cái đó là chuyện của họ. Họ bên đất nước phương Tây thì họ thoải mái về quyền tự do đó. Nhưng mà mình thì hiện tại mình đang sống ở Việt Nam thì mình cũng đừng có so sánh với phương Tây. Rồi, cái đó những cái mà Khanh muốn chia sẻ với cả nhà. Khanh xin phép khẩu trang. Đây, chiếc khẩu trang là cái bảo vệ cuối cùng ở trên cơ thể mình, không phải là cái face shield, cũng không phải là bộ đồ bảo hộ. Cái face shield, cái kính chắn giọt bắn á, hoặc là bộ đồ bảo hộ là nó tăng thêm tác dụng bảo vệ. Nhưng cái cuối cùng vẫn là cái khẩu trang. Và các bạn lưu ý là cái khẩu trang phải sử dụng chủng lọc 0.3 micromet, còn tuyệt đối không sử dụng cái chủng lọc to hơn 0.3 micromet. Bởi vì sử dụng cái chủng lọc 0.3 micromet nó mới giữ được virus trên bề mặt. Và các bạn nên nhớ rằng virus chỉ to 1.0 micromet. Nếu các bạn sử dụng các loại khẩu trang trên thị trường có chủng lọc 2.5 thì các bạn sẽ bị nhiễm như cũ, nhiễm như không đeo luôn. Bởi vì nó đâu có giữ được virus trên bề mặt. Và chủng lọc 2.5 nó gọi là lọc bụi siêu mịn đó, nó không có lọc được virus nha. Virus là chủng lọc 0.3 mới lọc được virus có kích thước 1.0. Cái đó là Khanh chia sẻ và nhấn mạnh lại để cho cả nhà mình được rõ thông tin, để mình đừng có hiểu lầm là mình đeo cái khẩu trang là được bảo vệ. Là không phải, không phải cái nào cũng được bảo vệ đâu. Rồi một cái thông tin nữa là không được đeo loại khẩu trang có van. Khẩu trang có van là sẽ dễ thở, nhưng mùa này đeo khẩu trang có van cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cái van á, nó sẽ làm bằng cái silicon. Và khi mà làm bằng silicon á, là đi vào cái môi trường nóng hoặc lạnh thì nó sẽ giãn nở. Về lý thuyết thì nó an toàn. Chưa có comment. Rồi về lý thuyết là cái van nó an toàn, nhưng khi mà silicon các bạn bỏ ra ngoài trời nắng thử xem coi nó giãn ra cỡ nào, mà các bạn bỏ vô lạnh coi nó co là cỡ nào. Đó là cái mà Khanh muốn chia sẻ. Mắc hơn 2.000
một cái khẩu trang nhưng không đáng để các bạn đánh đổi. Và một cái khẩu trang mà đục lỗ thì nó cũng không có kín bằng cái khẩu trang không đục lỗ nha các bạn. Rồi, khẩu trang sử dụng thì các bạn là không được là đem cái khẩu trang vào nhà. Nó lọc, khẩu trang không có tác dụng diệt virus. Khanh xin phép nhấn mạnh lại, khẩu trang không diệt được virus, mà khẩu trang chỉ là cái lưới lọc giữ được virus trên bề mặt, không xâm nhập vào người. Đó, mình hiểu giúp giùm Khanh. Và đeo khẩu trang đạt chuẩn cũng có nguy cơ nhiễm do mình sinh hoạt không đúng. Tại sao? Bởi vì khi mà Khanh dùng chia sẻ lại là mình sẽ phân ra hai khu vực sử dụng. Cái khu vực thứ nhất á, là mình sử dụng trực tiếp trong phòng điều trị. Đây, có công an. Rồi, để quay kỳ á, chứ không có gì hết. Khu vực thứ nhất á, là sử dụng trực tiếp trong điều trị. Cái khẩu trang đã bảo vệ mình rồi. Nhưng tại sao một số anh chị chia sẻ khẩu trang đạt chuẩn vẫn bị nhiễm? Vẫn bị nhiễm bởi vì mình khi mà ở trong phòng mà điều trị cách ly mà có không khí đậm đặc và chỉ điều trị F0 không á, thì khi mà đi ra ngoài, Khanh chia sẻ luôn là phải có phòng cách ly. Tức là khi mà các bạn bác sĩ đi ra khỏi bên ngoài thì phải qua một cái phòng gọi là phòng cách ly trung gian. Cái phòng này nó sẽ luôn được khử khuẩn, luôn được phun khử trùng, để người bác sĩ là mặc cái bộ đồ bảo hộ level 4, đeo cái khẩu trang chuẩn lọc 0.3, đi ra đứng ngay tại đó khử trùng xong rồi mới bỏ bộ đồ bảo hộ xuống, bỏ khẩu trang xuống rồi mới đi ra ngoài. Còn nếu mà không có cái phòng trung gian đó, đi ra ngoài là trên người của mình toàn bộ là dính cái virus Covid hết. Thì khi mà toàn bộ dính Covid hết thì cho dù mình làm, tại vì virus nó sẽ nhẹ và nó lơ lửng trong không khí, mà mình cởi ra một cái là vô tình nó bay hết vô là cũng bị luôn. Đó là nguyên nhân tại sao mà bác sĩ sử dụng đồ bảo hộ đúng chuẩn nhưng vẫn bị, là do trong quá trình mình sử dụng không đúng cách. Một cái thứ hai, một môi trường sử dụng thứ hai đó là môi trường của những anh chị là xung quanh, tức là hỗ trợ cho bác sĩ vẫn sử dụng khẩu trang đạt chuẩn, vẫn sử dụng đồ bảo hộ nhưng vẫn bị nhiễm. Nhiễm này là do mọi người sử dụng cái khẩu trang xong rồi kéo xuống càm. Khanh xin phép ví dụ nha. Rồi kéo xuống càm giống Khanh nè. Đây, kéo xuống đây. Đó, đi vòng vòng nói chuyện, kéo xuống càm nói chuyện. Cái điều này là cấm kỵ trong cái mùa dịch nha các bạn. Có một số anh thì đeo khẩu trang mà đeo trên trán á. Rồi, đó là hình ảnh nó rất là nhiều, thấy rất là rõ ở nhiều phương tiện đại chúng, các bạn có thể coi trên mạng rất là nhiều. Những cái anh có thói quen hút thuốc, những anh có thói quen hút thuốc á, là thường hay là kéo cái khẩu trang xuống cái càm. Mà kéo cái khẩu trang xuống cái càm á thì là nhiễm chắc chắn luôn. Bác sĩ là hút thuốc rất là nhiều, tuy là bác sĩ là biết á, bác sĩ với anh y tá là biết là thuốc có hại cho sức khỏe đó, nhưng mà nó có một cái gọi là một cái lực cưỡng gọi là cưỡng lại không được, đúng không ạ? Rồi, một số thông tin đó Khanh chia sẻ để cho mình biết là trong mùa dịch này mình không nên làm gì và nên làm gì để mình chống lại cái việc mà lây lan. Ngoài cái việc mà mình sử dụng đồ dụng cụ đạt chuẩn ra thì cái sinh hoạt của mình nó cũng phải sinh hoạt, và cái cách mà sử dụng của mình nó cũng phải đúng chuẩn. Nếu mà sinh hoạt và cái cách sử dụng của mình không đúng chuẩn thì nó cũng không bảo vệ được cơ thể mình đâu. Rồi, lúc nào mình cũng phải có một cái bình gọi là bình xịt, hạn chế không sử dụng tiền mặt nha, không sử dụng tiền mặt. Một số anh chị chia sẻ ở nhà không mà vẫn bị nhiễm Covid bởi vì sử dụng tiền mặt, tiếp xúc với lại các anh Grab, Uber, các anh đó không bị nhiễm nhưng trên người các anh đó thì dính đầy virus. Vô tình đó là mình cầm phải là tiêu luôn. Rồi, cái thể Delta này lây rất là nhanh nha các bạn, nó không phải giống như là cái thể Covid đợt đầu đâu. Và cái gọi là cái hàm lượng virus ở ngay cổ họng của người bệnh nó cao rất nhiều lần so với cái hàm lượng virus của cái biến thể cũ, lây nhiều hơn, khoảng cách lây xa hơn, tức là không còn 2 mét nữa, có thể lây hơn 2 mét.
Và một số báo cáo của bên nước ngoài á, Úc và châu Âu á, thì có thể họ nghiên cứu là nó có thể tồn tại đến 72 giờ ở trong phòng kính, phòng lạnh á. Chính vì vậy mình sẽ cái việc mà mình mở cửa ra cho thông thoáng là một điều rất là tốt để cho không khí nó lưu thông. Rồi, một số thông tin mà Khanh muốn chia sẻ để cho cả nhà hiểu rõ hơn. Và khi mà đi về, cái khẩu trang mình phải để bên ngoài, không được đem vào nhà. Tại vì khẩu trang là cái lưới lọc, gọi là đúng nghĩa cái lưới lọc rác. Mà mình đem rác vô nhà thì coi như là xong phim luôn. Rồi, một số anh chị là sử dụng khẩu trang thì tiết kiệm bằng cách đó là xịt khử khuẩn cái khẩu trang, xong đeo tiếp cũng được, để cho mình tiết kiệm chi phí. Tại vì mùa dịch này tiết kiệm được gì đỡ cái đó, đúng không ạ? Thì mình xịt khử khuẩn là chủ yếu là cái bề mặt nha. Rồi cái khẩu trang á, thì nó khuyến cáo là chỉ đeo một ngày thôi. Nhưng mà cái việc mà mình đeo 2 ngày á, thì nó sẽ bị mùi. Mùi có nghĩa là mùi do mùi mồ hôi á. Đó, thì mình nếu mình đeo 2 ngày á, thì nó sẽ không đảm bảo. Nhưng mà do đợt này thì mình tiết kiệm, thì Khanh khuyên các bạn tối đa là giữ lắm là xịt khử khuẩn lại rồi đeo 2 ngày thôi, chứ đừng có đeo đến 3-4 ngày nha. Nếu mà mình thường xuyên tiếp xúc bên ngoài nhiều, tần suất cao. Còn nếu mà mình ở nhà không á, mình cứ đi ra sạch ra một chút, mình đeo vô xong mình bỏ ra, đi ra một chút sạch ra đeo vô bỏ ra, thì có thể sử dụng 2-3 ngày chuyện bình thường. Rồi, một số thông tin của Khanh chia sẻ để cả nhà được hiểu rõ hơn về những chiếc khẩu trang, về những cái đồ bảo hộ. Đó, nó chỉ giúp cho mình hạn chế một phần, chứ không bảo vệ hoàn toàn. Hoàn toàn bảo vệ nó còn phụ thuộc vào cái sinh hoạt của các bạn nữa. Thì trước tiên là các bạn phải sử dụng đồ bảo vệ, đồ bảo hộ là đúng chuẩn nó mới bảo vệ được. Nhưng mình cũng phải kết hợp với lại cái sinh hoạt đúng chuẩn thì nó mới bảo vệ hết hoàn toàn nha các bạn. Rồi, một số thông tin chia sẻ nhỏ nhỏ, mong rằng nó hữu ích giúp cho gia đình mình có thể vượt qua cái đợt dịch này mà không ai trong gia đình mình bị dính gì hết. Rồi, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye bye và hẹn gặp lại.